một ngày thật là mệt mỏi và chán chường thiệt, ngày nào cũng như ngày nấy. Thôi, phải lên face xem tình hình dân chúng giờ như thế nào đây. Ủa cái gì vậy? Ủa gì bà vợ mình nó tát mình qua cái hình gì vậy trời? Cái gì mà ngồi banh càng cắn móng chân vậy? Trời ơi, rung tay luôn á trời. Gì đây? Trời ơi, gì mà nằm ngủ mất nhớt như vậy? Trời ơi, đâu ra đây? Trời ơi, trời ơi, cái gì mà mắt lé tùm lum trợn ngược trần xuôi vậy? Trời ơi, móc mũi nữa nè. Trời ơi, kỳ này là chết rồi, cái gì mà mấy chục ngàn like dữ vậy? Trời ơi, kỳ này là dân chúng rồi, bây giờ náo loạn rồi, bây giờ sao đây? Trời ơi, em hại anh rồi vợ ơi, kỳ này anh độn thổ, anh sống luôn quá vợ ơi. Em còn cười nữa hả? Chết. Em đừng này, nè. Anh bị điên hả? Làm gì muốn em? Em vừa phải rồi chứ không có một người vợ được như em hết á. Sao? Thôi ơi, có ai mà hãy giặt áo cho người xem lưng không? Hình xấu xí của anh em úp mạng vậy đó hả? Xong hỏi ý kiến của anh. Hỏi hả? Đây là hình phạt cho cái tội mà anh dám bỏ em đi nhậu khuya hôm qua. À. Thì cái đó là chuyện nhậu mà tự nhiên em úp cái hình như vậy rồi ta coi anh sao đây? Em không cần biết. Kể từ nay về sau, nếu như mà anh còn bỏ bê em ở nhà một mình nữa thì không những tấm hình đó mà còn nhiều tấm hình khác. À, em nhìn cái gì? Tức lắm hả? Trời ơi, tức quá mà sao có con vợ được như vậy á? Trời ơi vợ con đã dính chưởng. Vợ ơi, có hai thứ ở trong cuộc đời này phải kiểm soát cho thật chặt. Là gì? Đó là dạ dày và túi tiền. Dạ dày thì bên trong, túi tiền thì bên ngoài. Tưởng tượng nhà, cơm rất ngon, còn trong túi của chồng chả có một đồng cắt bạc nào, thì tiền đâu mà ra ngoài ăn phở? Đương nhiên là chồng phải mò về nhà ăn cơm với mình thôi. Hiểu chưa? Nhà duyên với anh cũng thấy đúng không? Dở nhất của phụ nữ là cái suy nghĩ vậy. Hiểu không? Bây giờ tôi nói cho nghe là mai mốt bắt trước tôi nghe không? Theo tôi nghĩ đó là cái gì của mình là của mình thôi. Mình không cần phải giữ, giống như tôi với anh Tùng nè. Tiền lương mỗi tháng của anh Tùng nha, có đưa tôi cũng không thèm lấy. Tôi nói anh cứ giữ đi nha. Em giữ cho nặng người em thêm chứ chẳng được gì. Thật không? Thật. Kinh. Thế này là dạng quái nhân chứ không phải con người rồi. Chứ gì nữa. Hồi nể đấy. Ủa? Em chào anh. Anh về. Nhà qua chơi hả? Dạ. Em. Dạ. Anh mới lãnh lương. Anh mới lãnh lương à? Mới lãnh lương nè. Đưa liền đi. Ôi, sao bảo là mình không thích giữ làm gì cho nặng người. Toàn là anh ấy tự nguyện, anh ấy đưa thôi mà. Ủa, có luôn đó hả em? Anh cầm đi. Ừ. Mai mốt đó là tiền lương của anh cứ tự giữ đi, không cần phải đưa cho em. Mình là mình sống là quan trọng gì tình cảm mà. Thiệt luôn hả vợ? Thôi rồi, vậy anh cất rồi, anh mừng quá vợ ơi. Anh đang lo nè, tháng này anh bị trừ nửa lương. Anh không biết là tiền xã giao rồi tiền tình nghĩa móc đâu ra bù. Ai về em nói cái okay, hả? Anh xanh rờn mặt luôn, anh cảm ơn vợ nhiều. Vợ là số 1. Cái gì? Anh bị trừ nửa lương hả? Ừ. Anh làm gì mà bị trừ nửa lương? Anh đừng có xạo nha, anh lấy cái tiền đó là anh đi lo cho con nào. Bây giờ anh nói em là bị trừ lương. Không có, anh bị trừ lương thiệt mà. Xạo quá đi, đừng có qua mắt em. Thôi, nhiều khi thời buổi kinh tế khó khăn, tháng này xui xẻo, đừng có mắng anh ấy khổ thân anh ấy. Nhã không có biết đâu, tôi hiểu rõ mấy ông nội này lắm. Anh đừng có xạo quá đi đó. Mấy ông này mà không giữ tiền mấy ông là thế nào hả? Mấy ông cũng hư hỏng mèo mã nhà đồng cho coi à. Em đừng có lo. Thôi, hóa ra đây cũng đâu phải quái nhân, đây cũng chỉ là con người thôi mà. Cũng phải là đòi hỏi hàng tháng là cũng phải quản lý như ai, đúng không nào? Thế mà cứ phải từ nãy đến giờ cứ phải giả vờ làm cho mình hâm mộ hụt. Thôi, ai cứ tưởng là mình cũng chỉ là dạng tầm thường, bây giờ hóa ra thì đây cũng như đấy mà đấy cũng như đấy thôi. Thôi, bây giờ mình đi về mình quản lý chồng mình, hai người cứ tự quản lý nhau nhá. Ở đi chơi dần đi. Còn cái vụ mà nửa lương mà bị mất thì chúc may mắn.
Trời ơi, quê dễ sợ. Dạ ơi. Anh đã thích cái vụ mình bị trừ nửa lương cho em liền. Nhanh lên. Cũng tại em không đó. Tại em ảnh nó bị trừ lương đó. Mắc cái mớ gì? Mắc cái mớ gì mà hả? Tại em hả? Mắc cái gì mà tại em? Chứ không phải hả? Chứ ai? Ai? Người nào hả? Đăng mấy cái hình xấu anh lên Facebook rồi anh bị trừ lương. Thôi đi, đừng có vô duyên quá đi. Cái chuyện em đăng mà cái chuyện của em mắc gì tới công ty của anh? Nè, anh là bộ mặt của công ty nha. Bây giờ với cái hình xấu đó đưa lên một cái hả? Sếp nói hả? Tại sao lại như vậy? Ảnh hưởng đến công ty của sếp. Chính vì vậy mà hả? Sếp trừ lương, sếp nói một lần nữa thôi là hả? Là sếp đuổi việc anh luôn đó. Ui, là tại em á hả? Chút lẽ tại anh. Dạ ơi, cái điện thoại của em đâu rồi? Đây anh. Mở cái ứng dụng chụp hình ra, nhanh lên, nhanh lên. Để làm gì? Chụp hình cho anh. Chụp hình cho anh này làm gì? Anh tạo dáng anh chụp hình nha. Chụp giùm cái. Rồi. Rồi, 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 rồi. Tiếp. Anh muốn em chụp để làm gì đấy? Thì anh chụp bóp Facebook. Anh bóp Facebook để anh cua gái á? Điên không? Bóp Facebook cua gái phải bóp hình sói ca chứ bóp cái hình gì thấy gớm vậy? Anh bóp Facebook mấy cái hình xấu xấu gì là để kiếm tiền. Ai mà rảnh đi trả tiền cho anh mấy cái hình gớm ghiếc ấy? Đàn bà, đúng là đàn bà không biết gì á. Mình á, mình là phải theo kịp thời đại. Những cái cách kiếm tiền đó là bây giờ thời đại mới người ta kiếm tiền vậy không? Mình chỉ làm sao ha, mình post những cái tấm hình mà nó gây cái tạo sự phấn khích cao, lôi cuốn, càng nhiều like bao nhiêu á thì á Facebook sẽ trả tiền cho mình. Wow, bây giờ kiếm tiền dễ như vậy anh? Sài Gòn kiếm tiền dễ lắm. Thôi đơn giản thế, giờ Facebook mà cũng thế. Bây giờ về anh chụp lại đi, chụp cái gì đó thật bựa vào. Thật bựa phải không? Thật bựa. Bữa để anh nghĩ coi. Hay không? Làm đi. Đúng rồi, chụp mông ra. Bên áo lên. Yeah, ok, bây giờ tôi em. Tem à. Đàn ông bựa người ta chưa trả tiền, con gái bựa nó mới ghê. Dạ. Được, tiếp em. À, oh yeah. Tự nhiên cái một mình cái tôi làm chủ ở đây luôn vậy trời. Ủa? Sếp? Sếp đi đâu vô đây vậy? Thì tôi tới đây là vì vợ cậu. Vợ em hả? Em dạ sếp uống gì mà em lấy nước sếp uống. À, thôi khỏi đi. Vợ em á, bây giờ vợ em đang nằm bệnh viện đó sếp. Đang nằm trên bệnh viện đó. Bệnh viện là sao? Dạ đang bị bệnh. Bệnh? Vợ em bị ung thư rồi. Bây giờ vợ em đang hấp hối trong bệnh viện đó. Bây giờ sếp ơi, bây giờ sếp về đi nha. Khi nào mà em lo xong viện phí của vợ em để em chăm sóc vợ em xong rồi rồi bây giờ em sẽ gặp sếp sau nha. Sếp đi về nha sếp. Ok. Dạ đi về đi sếp. Tôi về nhưng mà hỏi ý kiến cô kia kìa. Cô nào? Hả? Cái gì vậy em? Sao em xuất hiện đúng lúc vậy? Hả? Gì hình sự vậy? Hay quá ha. Ung thư đồ ha. Nó nguyên cục ung thư của cậu đó. Giải thích đi. Anh muốn chù em chết hả? Không có đâu. Anh đừng có làm cho anh Quý cười nữa có được không? Gì mắc gì anh Quý cười? Thì đó, thì cái chuyện mà anh nói với anh bị trừ lương đó, em tức quá, em mới qua gặp anh Quý. Anh Quý nghe vậy, anh Quý mới cùng em về đây để gặp anh nè. Đó, cậu coi tính sao tính đi. Chứ mà cái người đi nói dối với vợ á, là công ty tôi không có chấp nhận đâu nha. Ôi sếp ơi, em xin lỗi sếp, em gặm rơm gặm cỏ, em quỳ xuống em xin lỗi sếp luôn đó. Thật sự mà em làm chuyện này là có nỗi khổ riêng của em, có cái nỗi lòng riêng của em. Cậu có cái gì mà khổ? Đó là vợ em nè, hay đăng mấy cái hình mà xấu xí của em lên Facebook đó. Rồi bây giờ em nghĩ ra cái hạ sách này để em kêu vợ em gỡ xuống. Đó, tất cả mọi chuyện là tại em, nó mất việc là cũng tại em luôn đó. Tại anh nữa chứ bộ. Nhưng mà có hình gì đâu, đưa tôi coi. Thôi cái hình nó ghê lắm, đừng có cho coi. Đưa có hình tôi mới tin. Thì ghê lắm. Tôi đuổi việc à? Dạ cho coi đi em. Cái gì cũng anh hết trơn. Lần này tôi không đuổi việc cậu không được. Đã có bao nhiêu tiền thì làm về nuôi vợ con đi. Mày đặt lên Facebook mua like chi nó không biết. Hả? Gì sếp? Đây nè, 10,000+ like. Trời ơi, like thiệt của em đó sếp. Không mua đồng bạc nào luôn. Tao nói lượng like, lượng comment, lượng chia sẻ là thiệt hết luôn đó. Thiệt hả? Dạ thiệt mà. Thôi em nói sếp nghe. Không biết dân mạng tao nghĩ sao á. Mấy cái hình sáo muối cục của em ngoài bãi biển đó. Tao nói đăng lên 3 ngày có 2 like à. Mà mấy cái hình thấy gớm này á, đăng lên có một chút là mấy ngàn like. Chứ còn vậy sống nữa. Dân mạng luôn mà. Nói mấy đứa kem trộn nó alo em quá trời kêu VR dùm kìa. Mà em đâu có thể nào nhục nhã đăng được cái mặt qua Facebook như vậy chứ. Trời, hình tôi đăng mấy tháng cộng lại không bằng gốc lẻ của nó nữa. Dạ.
Bây giờ tôi tính vậy nè. Sao sếp? Tôi sẽ giữ cậu lại công ty, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì sếp? Điều kiện gì em cũng làm được hết. Bây giờ cậu chụp hình, chịu khó chụp hình mấy cái hình xấu xấu độc độc gì nè. Nó giống vậy nè. Nó. Nhưng mà bên cạnh đó cầm thêm một sản phẩm của công ty, đó là máy chơi game công ty mới nhập về. Nó đăng lên Facebook bảo đảm bán chạy cực kỳ luôn. Thôi em không ngờ sếp thủ đoạn như vậy luôn á. Sếp không khác nhờ nào mấy nhỏ kem trộn y mà kêu MBA giùm hết. Trời, anh em mình không thì được thì giúp anh đi hả? Không được đâu sếp ơi, không được đâu, em không làm đâu, không làm chuyện bại hoại lương tâm gì đâu sếp ơi. Ê, tôi đuổi việc à nha. Dạ. Cậu có lỗ lã gì đâu, tôi sẽ cộng thêm tiền cậu làm người mẫu cho công ty hả? Tôi cộng vô tiền lương luôn. Bây giờ là coi như là thiệt hại nhan sắc của em rồi sếp. Trời ơi, thiệt hại gì không biết. Vậy có nghĩa là chồng em sẽ trở thành gương mặt đại diện cho game mới hả sếp? Đó, chính xác. Chỉ cần cầm sản phẩm lên, đăng mấy cái hình độc độc xấu xấu như vậy nè. Đó, up lên Facebook, sản phẩm mà bán được chạy, tôi sẽ tăng tiền thưởng cho cậu. Thôi em không làm đâu sếp ơi, bây giờ có chết em cũng không làm đâu, không làm cái chuyện xấu xí vậy đâu. Bây giờ làm sao? Có làm không? Không làm đâu. Có làm không? Làm. Vậy mới được chứ. Vợ luôn luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn thương ta, chăm sóc ta bao điều. Sao? Lời tin nhắn, chồng có đưa bán gì? Từng số chồng đẹp bán có bán thì tôi mua. Xét như hoảng thương. Vậy mà mấy người là mấy người làm gì? Mấy người xỉa xó chồng tôi. Cùng nhau đi chung qua bao chân thời gian. Cái gì có xuống vậy nè? Mua chồng chồng nhau về hả? Má ở lầu sạch sạch như tôi chứ. Anh chưa có giặt sạch mà anh còn lao nhà. Anh lao như vậy nó còn dơ.